Lâu ngâm có nghĩa là trừ khí, phân ra, phơi rơi xuống thành đất. Thế mới hay, mỗi bài, mỗi chữ đều mang một ý nghĩa sâu xa, ít lời có thể lột tả hết được nếu độc đáo của nhạc Đại Đạo. Kính thưa quý vị, tối nay 12 tháng Giêng năm Tân Sửu, nhân duyên ban nhạc Tòa Thánh hân hạnh chia sẻ với quý vị những bản đờn, những tấu khúc, cùng lắng nghe âm ba của nhạc đạo, cùng tìm hiểu ý nghĩa xuất xứ của nhạc khí cổ truyền trong dàn nhạc dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị, nhạc lễ là loại hình âm nhạc gắn liền với nghi lễ và tôn giáo. Thật vậy, nhạc lễ chỉ có bản đờn phục vụ cho việc thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng và tôn giáo. Trong tiến trình mở mang bờ cõi, nhạc lễ cung đình không chỉ tồn tại duy nhất ở triều đình mà đã theo bước chân của những quan nhạc, những kỳ nhân, những người khẩn quan khu du nhập vào vùng đất Nam Bộ. Các bài bản của nhạc lễ cổ truyền dần dần biến hóa, chủ yếu là 7 bài bắt lớn, gồm có Sàng Xê, Ngũ Đốc Thường, Ngũ Đốc Hà, Long Đăng, Long Ngâm, Tiểu Khúc, Dạng Dáng, kèm theo là các bài Nam như Nam Ai, Nam Xuân, Nam Đạo, vừa tạo ra sự phù hợp với hoàn cảnh, vừa thể hiện được yêu cầu nghiêm túc, trang nghiêm khi hành lễ. Một nhạc sư của triều đình Huế có câu nói khá nổi tiếng: lễ phải có nghi, nhạc phải có hòa, tiến đờn phải đủ cả trầm bổng nhạc khoan. Và bây giờ tấu khúc Lâm Ngâm với phía nhà số 1 của ban nhạc Tòa Thánh xin được phép bắt đầu. Xin trân trọng kính mời ban nhạc. Xuân về hãy đón cả trời xuân, gửi cao đạo đức, gửi tình nước non, chúc cho quân đội hiệp hòa, phổ truyền đạo đức, nước nhà an khang. Thank you.
Chương trình bộ phận tài tử thuộc ban nhạc tòa thánh một lần nữa thể hiện nhạc thánh đường bằng những điệu tiết tấu khoan thai chậm rãi của dòng nhạc tài tử nhưng không mất dẻo uy nghi đỉnh đạt của dòng nhạc lễ qua tấu khúc bắt mang tấn công được dưỡng tấu theo thể loại tài tử. Kính thưa quý vị, bắt mang tấn công